Chí đang cầm trên tay những chiếc kẹo kỳ lạ nhất mà bạn biết từ trước đến nay. Trong đó có hai loại kẹo bá đạo, kỳ cục nhất từng được giới thiệu trên TikTok. Có thể nó rất ngọt, rất chua, rất độc, hoặc cũng có thể nó ngon nhất thế giới. Và dù có muốn hay không, chúng ta cũng sẽ nếm thử nó. Không biết có dễ dàng không nhỉ? Nhưng cùng với đó là những kỷ lục khủng nhất về kẹo mà thần đồng cũng chưa chắc biết đến. À, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng trước đó thì theo bạn, đây là gì mà nhìn đầu tiên đã lạ lùng như thế nhỉ? Bánh, kẹo hay đồ chơi? Nhìn rất chi là đồ chơi, nhưng đó lại là kẹo nha. Nó có tên Pony Pop-Up, thật là tuyệt vời. Khi mở ra, mình thấy một chú ngựa pony xinh xắn đầy màu sắc rực rỡ. Còn kẹo bên trong thì thơm mùi trái cây ngọt ngào. Dĩ nhiên ăn vào là sẽ ngon quá đi thôi. Kẹo vừa ngon vừa có đồ chơi như vậy, mình thực sự rất thích cái này. Nếu như mình là bạn thì chắc chắn mình sẽ đem khoe bạn bè ngay lập tức, chứ chẳng chờ đợi đến ngày mai đâu. Wow, tiếp theo có quá nhiều sự lựa chọn ở đây. Những viên kẹo tròn xoe đủ màu sắc thật đẹp. Điều quan trọng bây giờ là ăn viên màu gì trước nhỏ? À ha, cái gì khó để máy bán kẹo Daigo lo. Chỉ cần bóc bịch kẹo ra, cho vào máy rồi xoay đều. Máy cho viên kẹo màu gì thì ta sẽ ăn màu đấy. Khỏi phải suy nghĩ nhiều, thần kỳ quá phải không nào? Rõ là đồ chơi nhưng lại rất kẹo. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một em kỳ lân màu trắng cực kỳ là so cute này đây. Mặc dù là kỳ lân, nhưng lại rất kỳ kỳ các bạn ạ. Em ấy có thể ị ra những viên kẹo được luôn nè. Thật là oái cơ trưởng. Theo bạn thì kẹo nào sẽ ngon hơn? Say oh yeah! Trong thế giới đầy màu sắc như thế này thì làm gì có sự lựa chọn nào là duy nhất đâu. Like video nếu bạn mê máy bán kẹo Daigo và đăng ký kênh nếu bạn bị mê kẹo kỳ lân nhá. Nhưng đó chưa là gì đâu. Đừng quên rằng chúng ta có những chiếc kẹo kỳ cục nhất quả đất này. Để đi tới nơi đó, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cây kẹo khổng lồ nhất thế giới nhé. Nhưng đố bạn, nó nằm ở đâu? Bạn có tin rằng một cái kẹo mà còn lớn hơn cả một con voi không? Thật điên rồ đúng không? Nhưng đây là sự thật các bạn ơi. Chiếc kẹo Butterscotch là chiếc kẹo lớn nhất thế giới, được sản xuất bởi Nidar Trondheim ở Na Uy và nặng 1,6 tấn, tương đương với 16 con voi mới chào đời. Đã thế, chiều ngang và chiều dài của nó còn cao hơn cả bạn nữa đấy. 1,54m x 1,54m x 45cm là bề dày của loại kẹo này. Khi làm ra kẹo Butterscotch, nó được trưng bày tại nhà máy Nidar vào ngày 12 tháng 8 năm 1997. Không biết là để như vậy có bị kiến bu hay tan chảy không, chứ kỷ lục thế giới Guinness đã kịp vào cuộc để công nhận đây là chiếc kẹo lớn nhất thế giới rồi. Bên cạnh đó, còn có những kỷ lục kẹo lớn nhất từng được tạo ra, khiến cho sự hiểu biết về kẹo của bạn được đưa lên một tầm cao mới. Ồ, đằng kia có sự kiện gì mà đông đúc quá kìa? Với trí tò mò này, mình không thể bỏ qua được. Bạn có biết thứ họ vừa mở ra là loại kẹo gì không? Siêu kinh khủng luôn! Đó chính là thanh kẹo sô-cô-la. Nó to hơn cả giấc mơ của mình nữa. Thanh kẹo này to tới nỗi đã phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới, được sản xuất bởi công ty Grand Candy ở Armenia. Tính xương xương, nó nặng tới 4.410 kg, gấp 63 lần cân nặng của một người trưởng thành. À lỗi! Kẹo này mà được đem về bản ta rồi chia cho 500 anh em chưa được ăn sô-cô-la bao giờ thì sướng lắm đây. Mà được ăn rồi như mình vẫn còn ao ước được nếm thử chứ. Ngay trước mắt bạn đang là một buổi triển lãm cá heo ư? No. Con cá heo trong lồng kính đó chính là một cái kẹo dẻo đấy. Bạn không nghe nhầm đâu, kẹo dẻo khổng lồ nhất thế giới. Nó nặng 1.212 kg, dài hơn 3,5 mét và rộng 2 mét khi nằm. Được phát triển và sản xuất bởi công ty Siva Manufacturing trong thời gian suốt hơn 1 năm mới hoàn thành. Họ kỳ công như thế không phải chỉ để cho vui và bạn ngắm đâu, mà để nâng cao nhận thức về việc bảo vệ cá heo đấy. Mình mà là các bạn, mình đã chia sẻ ngay cho đứa bạn thân biết tiếp rồi. Kế đến, chúng ta sẽ cùng bước vào thiên đường Hubba Bubba. Nơi đây có rất nhiều loại kẹo thơm ngon nhất cái nách và có cả những loại giả mạo ối rồi ôi nữa. Bạn có thể nhìn ra chứ?
Huba Buba đúng là chân ái của tụi mình đây rồi. Hãng kẹo đó có rất nhiều hương vị, nhưng ở đây chúng ta đang thấy là vị dâu và vị nho các bạn nhé. Bên này là giả và bên này là thật. Để phân biệt kỹ hơn thì chúng ta cùng nhìn vào kích cỡ nhé. Nhỏ hơn và được làm từ nhựa kém chất lượng, khá là thô thì chính là kẹo giả rồi. Kẹo vị dâu tây strawberry có bao bì sẫm màu hơn so với kẹo giả, nhái. Còn sang vị nho, nếu mà kẹo thật thì có màu tím sáng hơn, trong hơn. Độ dài cuộn kẹo chính hãng Huba Buba là 180cm và không có lớp bọc nhựa ở bên ngoài, trong khi cuộn kẹo bị làm nhái chỉ khoảng 40cm thôi và có bọc nhựa nữa. Hôm nào mình mua thử về rồi đem đo ra mới được. Mà đồ giả đồ nhái biết làm từ thứ gì đâu. Rõ là không an toàn nên các bạn phải lưu ý nhé. Dẫu biết nó ngon vô đối nhưng ăn phải hàng dởm rồi tiền mất tật mang, lúc đó trời mới cứu được. Nhanh Trí nhắc rất nhiều lần rồi nên các bạn nhớ chia sẻ thông tin này ngay đi nhé. Tiếp theo là một thông tin chấn động. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người có loại kẹo chấm vào bồn cầu. Ôi, độc lạ hay là độc hại đấy? Không kém phần long trọng, chính là kẹo thùng rác. What? Trời ơi, đây là sáng tạo hay là sáng gì vậy? Không biết tại sao thế giới loài người lại nghĩ ra được những cái loại kẹo kỳ cục như vậy nhỉ? Theo bạn bình chọn thì loại kẹo nào độc lạ hơn? Xét theo đúng nghĩa đen thì kẹo bồn cầu có vẻ là độc lạ hơn đấy. Nó được sản xuất ra với hình dạng y hệt chiếc bồn cầu cơ. Vậy lần đầu ăn kẹo bồn cầu thì sẽ như thế nào? Hương vị của nó khá là ngon. Xong tốt nhất bạn đừng liên tưởng gì khi thưởng thức nhé. Nhanh Trí thì chả được cái gì, được mỗi cái trí tưởng tượng phong phú nên cảm thấy rất tồi tệ. Nhìn nó đã cảm thấy không yên tâm lắm, mặc dù có màu sắc rực rỡ. Mình không thể nào điều khiển não bắt nó ngừng suy nghĩ được. Khi cho vào miệng, vị ngọt ngào ban đầu thì thích thú giật phết, nhưng sau đó lại có chút gì đó không ổn. Ủa, cứ bắt đầu nghĩ đến hình ảnh bồn cầu và cảm giác đó làm mình buồn nôn. Tại sao mình lại ăn cái này nhỉ? Hả? Còn bạn thấy kẹo bồn cầu ngon hay dở? Nhớ chia sẻ xuống bên dưới nhé! Vừa ăn vừa cười ra nước mắt với các món độc lạ sau đây. Kẹo mút hình môi. Bánh mochi mông và gỏi cuốn khổng lồ. Món ăn nào khiến bạn không thể nào kiềm chế nổi nụ cười? Mình đã dừng hình cười mất 5 giây khi nhìn thấy bánh mochi mông. Mochi là một loại bánh dày, nhân ngọt truyền thống của Nhật Bản, được làm từ bột gạo, dùng để ăn trong cuộc sống hàng ngày. Không những thế, bánh này còn là vật phẩm dâng lên thần linh và có ý nghĩa mang lại may mắn đấy. Tuy nhiên gần đây, để thu hút sự chú ý của khách hàng, một số cửa hàng đã táo bạo bày bán những chiếc bánh mochi hình vòng 3. Đúng là độc lạ Nhật Bản, khó thế mà cũng dám làm. Nhưng tóm lại, nó vẫn chưa là gì so với những chiếc kẹo mà Nhanh Trí đã cầm trên tay, độc lạ nhất top đâu. Trước đó thì chúng ta phải vượt qua được thử thách chiếc bụng không đáy đã. Bạn có phải là thánh ăn vặt nổi tiếng ở trong lớp không nhỉ? Vì câu hỏi sau đây thách thức sự kiên nhẫn của bạn đấy. Món nào không nên ăn nhiều? Ngon quá, ngon lắm mới được ăn một cái bún là chất lượng luôn á. Vòi rồng hay que cây khổng lồ? Không chỉ một mà là cả hai món này, ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe một chút nào. Cái tay của mình đang định cầm thì phải kiềm chế lại rồi, vì nó tẩm rất nhiều dầu mỡ cũng như các chất phụ gia khác. Ôi dồi ôi, bảo sao ba mẹ suốt ngày cấm ăn mấy món này vì sợ mình tiền mất tật mang. Hẳn là ba mẹ bạn cũng thế, gia giả nói suốt ngày rồi, chứ bây giờ không phải đến lượt Nhanh Trí nói nữa đâu đúng không? Chúng ta đang đi dần đến một loại kẹo bí mật sắp được bật mí. Và trước mắt các bạn cũng là một loại kẹo độc lạ không kém một chút nào. Bạn có phát hiện ra đâu là một loại kẹo không? Này, tình mắt có khi cũng bị nhầm nhọt sang trồng trọt đấy. Đừng chọn ảnh thứ nhất và ảnh thứ ba nhé, vì đó là lọ sơn móng tay và son nước đấy, đừng có mà ăn.
Còn hình thứ hai mới là một loại kẹo. Nhưng ủa, kẹo gì mà kỳ cục vậy? Hình ống tiêm ư? Ê gu, ai sợ tiêm thì có vẻ rén rén, không dám thử đâu nhỉ. Còn nhanh trí nghe mấy anh chị review bảo rằng đây thực ra là một loại kẹo thạch, ăn vào chua chua, ngọt ngọt và mát mát, tăng cảm giác mới lạ khi ăn uống thôi, chứ khi mua cũng nên cân nhắc lắm đấy. Lẽ ra bây giờ chúng ta phải đến với loại kẹo độc lạ nhất khiến bạn bùng nổ vị giác rồi chứ. Nhưng chúng ta đột nhiên lại có một vé tham quan một trong những nhà máy sản xuất kẹo hàng đầu thế giới, khiến mọi đứa trẻ trên thế giới này đều muốn ao ước đặt chân đến đó. Với gợi ý những mảnh ghép thú vị này, bạn đoán ra được chúng ta sắp tới nhà máy sản xuất kẹo gì không? Wow! Đây là nhà máy Kit Kat các bạn ơi! Giống như bước vào xứ sở thần tiên của sô-cô-la vậy! Mùi sô-cô-la thơm lừng, cứ như ai vừa mở ra cánh cửa thiên đường ngọt ngào! Nhìn kìa, mấy cái máy đang làm Kit Kat, nhanh như mấy con robot đang chạy đua ấy! Thành Kit Kat nhảy ra khỏi băng truyền, cứ như siêu nhân từ lò sô-cô-la bay xuống ấy! Ôi trời ơi, nếu được ước, mình sẽ ước chìm luôn trong biển kẹo này mất! Nè, tỉnh mộng, ra làm video tiếp đi! Đúng là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Nhưng mình đảm bảo là ăn được những món ngon sau đây là chỉ có ngất ngây con gà tây thôi. Xương cá chiên giòn là lần đầu bạn nghe đến đúng không? Và kẹo làm trên tuyết. Ui, cái này còn độc lạ hơn đây này. Theo bạn thì món ăn nào an toàn hơn? Mình thấy kẹo làm trên tuyết an toàn hơn nhỉ? Không những cách làm độc lạ mà đây còn là món ăn vặt nổi tiếng top 1 server của Canada đó nha. Chứ còn ăn xương cá chiên giòn ư, trông kỳ ghê. Ăn như vậy rồi có bữa nào đó khúc xương chưa được làm kỹ, không giòn, mắc vào cổ họng thì sao nhỉ? Thế nên có tiền mình cũng chưa chắc mua xương cá chiên giòn đâu. Điều gì sẽ tuyệt vời hơn khi bạn vừa có thể ăn cả thế giới, vừa tinh mắt nhất hành tinh này? Wow, wow, wow! Cùng tới với thử thách siêu trí nhớ sau đây một chút nhé! Món nào xuất hiện 2 lần? Thử thách vừa rồi có làm khó được bạn không? Và đây chính là đáp án! Ten, 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 ten! Và tiếp theo, ai sẽ là người đầu tiên tìm ra kẹo nào thổi sáo được sau đây? Yahoo! Không thể tin nổi, các bạn đã vượt qua và phát hiện ra bí mật này. Đây không chỉ là kẹo bình thường mà là kẹo thổi sáo nha các bạn ơi. Nó thổi sáo được đấy, cũng chính là thứ kẹo nhanh trí muốn nhắc đến từ đầu. Các bạn chỉ cần cho viên kẹo vào trong miệng và thử thổi một hơi đi. Nghe tiếng sáo vang lên rộn ràng từng miếng kẹo, vừa ngọt vừa phát ra âm thanh như một buổi tiệc âm nhạc trong miệng vậy. Nhưng cái gói kèm theo là thứ gì đây ta? Bạn nào biết comment xuống bên dưới nhé! Chưa hết! Còn một thứ mà nhanh trí muốn dành cho các bạn bùng nổ hơn nữa. Đâu là một loại kẹo thế? He he! Người thông minh nhất chắc cũng muốn thử một lần chứ? Là bình cứu hỏa, nhưng không phải cứu hỏa mà là kẹo nhé! Không biết kiểu gì ấy, nhưng khi xịt thử vào miệng, nó chua chua. Nếu đang ăn cay, làm một xịt thì cứ phải gọi là hợp văn lý ấy nhỉ. Nhưng mà lưu ý nhá, thấy giới thiệu là loại kẹo này là kẹo Mỹ, không biết Mỹ Riu hay Mỹ Đỉnh nữa. Thế nên mới có cảnh báo sau dành cho bạn. Bạn có thể phát hiện ra kẹo nào độc hại trong hai loại kẹo sau đây chứ? Kẹo cầu vồng hay kẹo phát sáng? Điều này quá easy game để nhận ra với fan nhà nhanh trí rồi. Rõ ràng là kẹo phát sáng, vừa bắt mắt, vừa rẻ nên thu hút được sự chú ý cực kỳ cao. Tuy nhiên trên vỏ loại kẹo này không có bất cứ một cảnh báo nào bằng tiếng Việt cả. Theo Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, phần đuôi kẹo có một ống thủy tinh nhỏ chứa chất phthalate.
Ống này đặt trong que cầm kẹo. Sau khi ăn xong, trẻ sẽ bẻ ống thủy tinh để chất trong ống gặp chất poly aromatic hydrocarbon trong ống nhựa, tạo ra năng lượng phát sáng trên thân cây kẹo do hiện tượng oxy hóa. Mà cái chất này là một chất cực kỳ độc, gây ung thư, đột biến gen nên chỉ được dùng trong công nghiệp như pha sơn mà thôi. Các thông tin bên trên đều được VTV đưa tin, chứ không phải nhanh trí bịa ra để dọa các bạn đâu. Vậy nên mua gì thì mua, cứ phải tìm nơi uy tín để chọn mặt gửi tiền cái nhé. Và cuối cùng, con cú này là gì? Có ăn được không nhỉ? Là kẹo hay là đồ chơi? Nếu phát hiện ra thì nhanh tay comment nhé.